Và bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời anh Lưu Huy với nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Xin mời anh Lưu Huy. Xin chân Lưu Huy một tràng pháo tay ạ.
gió. Dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân. Là mùa xuân.